Anh em thì sáng nay mình tập trung giải viết cho anh em hai câu hỏi là chính, đó là các cái bệnh thường gặp trên cây hải châu. Một số anh em tôi gọi điện cho tôi hỏi. Cái thứ hai, hôm nay mình thấy cái đề cần làm video chia sẻ anh em mua cây hải châu của bên mình đó, với lại anh em biết cách chăm. Đây nè, thì giờ cái con số cây nó nở hoa rất nhiều, nhưng mà nó đậu trái chỉ một vài trái, hoặc là nó không có đậu. Thì cái này thì bên sai bên có chia sẻ với mấy anh em rồi. Thì cái dòng này á, là thứ nhất là nó đòi hỏi phải có côn trùng tới để nó thụ phấn, cái điều đó điều đương nhiên. Cái thứ hai nữa là một số cây nó ra hoa nhiều như thế này, nó không đậu trái, thì một số anh em người ta nói em cây giống như là cây sam hoa, lá sam đực, nó ra hoa nó không đậu trái. Không phải mấy anh em, cây nào ra hoa cũng đậu trái hết, cam kết cho mấy anh em điều đó. Nếu anh em nào có cây nào mà ra hoa không đậu trái, xin giao lưu lại với bonsai ven chứng minh được và giao lại bonsai ven làm sẽ nó sẽ ra trái. Cái đó là cái tự tin luôn. Mình thôi giờ mình trồng biết bao nhiêu cây hải châu nào, thì cây nào nói chuyện mà ra hoa không đậu trái thì cái điều đó không phải, nhưng mà nó phụ thuộc vào một số lý do sau mấy anh em. Ví dụ như cây này hôm trước á, mình có quay video cho mấy anh em, hoa nó cực sung mà nó nở hết rồi, nó rụng luôn và nó không bao giờ đậu trái. Lý do đơn giản không? Bởi vì cây này là cái giống này là giống cánh sen, mình đang nhân giống nó ra nè. Rất đẹp nha mấy anh em. Nhìn thấy không? Nhìn thấy cánh của nó không? Đây. Dòng đột biến cánh sen nè, lá chút chút rí rí nè. Thì mình đang chiết nó ra thì nó tức nó ra vậy thôi, nó tức nó ra hoa chứ không bao giờ đậu trái được. Đó. Chút nữa mình chứng minh cho mấy anh em hai cây lần chứ không phải riêng như cái cây này. Cái cây này mình chiết tầng tầng này có rễ rồi nè, tầng trên này cũng có rễ rồi, mấy anh em thấy không? Thì nó sung nó ra vậy thôi chứ nó không có đậu trái được đâu. Nó có đậu thì đậu chỉ một hai trái thôi đó. Cái đó là cái điều đầu tiên ha. Rồi bây giờ mình qua mình chứng minh cây đây cho mấy anh em xem nha. Thì đây, cái cây này là cái cây hôm trước nè anh em, mình thấy là nó ra siêu hoa nè, mà chùm bây giờ nó đang đậu rất là nhiều trái và nó tiếp tục nó lại nở hoa tiếp. Thì đây, đây là cái chành hoa mà hôm trước những anh em mình đang xem video á, thì mình đang thấy hôm nay ra đậu trái rồi. Thì tiếp tục đây, tiếp tục thì nó lại nở hoa tiếp, và anh em thấy là ong bướm nó lại đến nữa nè. Anh em thấy không? Nó anh thấy những con ong nó tới nè. Mấy anh em đừng có sợ là ong nó tới rồi là nó làm rụng hoa, không có sao đâu. Cái anh em thấy ong nó lại đến nữa, ong nó lại đến cái cây hoa này, thì tiếp tục là nó ra đậu trái lớp lứa trái thứ hai đó. Thì như vậy thì cái cây này mình đâu có dâm chiết gì đâu. Rồi giờ mình vô đây mình chứng minh anh đi tiếp nha. Đây mấy anh em, cây này mấy anh em mình xem nó cũng ra hoa rất nhiều và nở rất nhiều. Nhưng cam kết chứ mấy anh em, xin thưa mấy anh em là không giờ đậu trái nha. Này, đó. Cái này chỉ là cái hiện tượng tức thôi, tức sung vì lý do đơn giản thôi. Ở đây mình đang chiết mà mấy anh em. Đấy, mình đang chiết cái này thì sao mà có trái được? Không bao giờ có trái được. Đây hoa nó ra rất là nhiều nè. Nên thấy hoa không? Có cái đang nở luôn. Cái đang nở, cái trên đỉnh nó ra biết bao nhiêu lớp rồi, hoa nó ra liên tục. Bữa anh em mình có xem mình cập nhật thì không bao giờ đậu được. Đó. Đây là cái cây hải châu của nhà mình nè, anh em thấy nó cao quá mà anh em thấy đậu trái chùm 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 rồi đó không? Rất là lớn, nó đậu trên đỉnh á. Rồi mình cây này mình có làm xương nè. Anh em thấy nó đậu rất là nhiều trái đây. Đây. Rất là nhiều trái. Đó, ở cây hải châu này nè, nó đậu rất là nhiều trái, đậu trái trên đỉnh luôn. Nó anh em thấy trái nó chín nó rất là to, nằm trên đỉnh á, nhiều lắm. Mình thì rất lớn nha, trái cực kỳ lớn. Mua có cái ghế mình lấy hái cho mấy anh em xem. Cái trái đó mấy nè, trái to lắm, nhìn như trái trứng ké vậy đó. Và bây giờ mình đang làm xương nó. Làm xương nó thì nó còn tức, nó còn ra cho hoa. Nhưng mà mình không có chiết dầm hết thì nó đậu trái bình thường. Anh em thấy cây nghệ thuật không? Cây này vẫn còn đang tạo tác. Giá trị vẫn còn đang tạo tác. Dàn xương của nó nuôi được khoảng 5 năm. Mình thấy dàn xương nó nuôi được 5 năm. Rồi bây giờ mình xin ra đây chia sẻ với mấy anh em bệnh cây hải châu đây. Đây, bệnh cây hải châu thì cái bệnh này thì buộc nhà mình thì mình chưa có làm, nhưng mà mình lên mạng tìm hiểu rồi. Thì cái bệnh này là thường là cái con ruồi vàng, người ta gọi là
ong vàng đấy, ong vàng nó như con ruồi mấy anh em, một số anh em ta gọi ruồi vàng, gọi ong vàng, thì nó hút chích lé nó hút mà. Nhưng mà mình cây của mình đang làm xương, mấy cái lé nó không cần thiết nên mình cũng đang bỏ luôn, cho nó hút như hút vì đầu nó đứt rồi, đầu hai nè. Đó, thì khi mà lá non đâm lên đó, thì cái cây này á là nó sẽ có cái bệnh, đây là cái bệnh đây, hút chích lé, hút đâm vô lũng lé, chích lé, hút nhựa của cây. Thì con này thường là con ruồi vàng, thì mấy anh em mình lên Google gõ mua gõ là 7 bắt ruồi vàng, thì cái này có 150-200, anh em về teo vô ở chỗ khu vực nhà vườn mấy anh em á, thì trong đó nó có mật, nó kích thích cái con đó vô hút mật, thì vô đó là ra không được. Ở trên YouTube mình thấy có một số anh em ta bán cái 7 đó rồi nha, anh em thấy nó hút nhưng mà bây giờ nó đâm đọt non rồi, nó không sao cả, thì nó hút rất là nhiều nè. Nếu mà cây mấy anh em yếu yếu cây phôi rồi là nó hút là rụng luôn, chết luôn ha. Đó, anh em thấy nó hút cháy lé luôn. Thì đấy là cái bệnh đầu tiên. Cái thứ hai đó là cái bệnh rầy, nhà mình thì không có bệnh rầy, thì rầy diệp thì nó bám lên những con rầy nhỏ, nó bám lên nhiều lắm, nó làm cho cây của mấy anh em khô. Nhà mình chưa thấy, nhà mình có cái con này, có mà một số cây mà nhà mình chăm sung quá cây nó vượt qua. Cái hai mình lặt lá thường xuyên, những cái lá chân mình bấm thường xuyên, thì cái cây Hà Châu nó không có bị trường hợp đấy. Còn nếu anh em mà chăm với điều kiện khô cằn thì lúc này là sẽ có cái bệnh nó xảy ra. Rồi tiếp tục nữa là một cái bệnh của cây Hà Châu mấy anh em mình lưu ý này nha. Thì đây này, mấy anh em mình để ý, nó sẽ có những cái màu đen, màu đen, màu trắng, và trên nó sẽ có địa y. Thì mấy anh em mình ve đây, coi xem cây có địa y đây. Đây, cái địa y này thì mấy anh em mình dùng dao mình chè ra. Đó, thì giờ bệnh, nói chung là cây Hà Châu về sau sẽ có một vài cái địa y, nhưng mà cái này là không có quan trọng. Nếu như là nó nhiều quá, nó dày, còn nó một lớp mỏng thì không sao hết mấy anh em. Đó, đây này, những cái đây thì mình buộc phải che, sau này hình thành địa y á, địa y chứ không phải địa y nhá, địa y mà mình nói lướt lướt mấy anh em nghe nó không rõ, mình tưởng đĩa địa y nhá, thì nó sống bám á, nấm á, cộng sinh. Thì hôm trước là có làm bị dêu, mấy anh em mình dùng bót che thôi. Rồi còn cây Hải Châu này là đột biến vàng lá thì nó đang nở hoa và đang cho trái đậu rất sung nè, đây là chùm trái của nó. Đó, mấy anh em thấy chùm trái đã đậu rất sai ha. Thì nó đang cho ra trái nè, cho ra trái và đậu trái luôn, và đang nở hoa. Như vậy là cây này chứng minh nó không phải si nhé. Cây này là cây đột biến vàng lé. Cảm ơn mấy anh em xem video, và có gì mấy anh em còn thắc mắc thì liên hệ với Bonsai VN, số điện thoại Zalo 0932411987 nha. Bông của cái cây này là còn vẫn vàng lé luôn. Chúc mình sẽ chụp lại cái hình, làm cái hình nền đầu tiên có trái của cái cây Hải Châu vàng lẻ này, đang nở trái trên đỉnh. Cảm ơn mấy anh em rất nhiều.